Chào mừng các đồng chí đã quay trở lại với Cougar Village. Tới với video cuối cùng của năm 2019 về series hướng dẫn vũ khí, bọn mình xin được dành cho một vũ khí vô cùng đặc biệt, đó chính là Dual Blades. Nếu để tìm ra một vũ khí, bắt đầu làm quen với game, có thể sở hữu đầy đủ những yếu tố như sát thương mạnh, tốc độ cao, dễ chơi, hoa mỹ, đẹp mắt và cơ động thì Dual Blades hoàn toàn đáp ứng được những yêu cầu đó. Dual Blade như đã nói ở trên sở hữu rất nhiều ưu điểm để người chơi sử dụng. Hai thứ dễ dàng thấy nhất khi sử dụng vũ khí này đó chính là động tác tay khi ra đòn của người chơi vô cùng nhanh, tốc độ ra đòn của một combo nối tiếp liên tục dẫn đến sát thương của vũ khí này mạnh một cách chóng mặt. Từng nhát chém đơn lẻ của Dual Blade không mạnh, nhưng sát thương chủ yếu của vũ khí này đến từ việc dồn những nhát chém yếu đó vào một combo dài với tốc độ cực cao. Điều đó giúp cho Dual Blade trở thành một trong những vũ khí có thể dồn sát thương nguyên tố gần như nhanh nhất của game. Bên cạnh đó, với chuỗi ra đòn dồn dập như vậy, nhưng cơ chế điều khiển của Dual Blade không hề phức tạp. Chính vì thế, nó rất phù hợp cho những người mới làm quen với tựa game này. Mình tin rằng bạn sẽ ngay lập tức bị cuốn hút bởi sức mạnh và độ cơ động của thứ vũ khí được mệnh danh là bàn tay của quỷ. Những người chơi kinh nghiệm sẽ biết lúc nào nên tấn công dồn dập, lúc nào nên thủ thế tùy vào nhịp điệu của trận đấu. Đúng như vậy, để điều khiển được bàn tay của quỷ, bạn cần biết làm cách nào để điều tiết nhịp độ của cuộc săn. Tốc độ ra đòn và combo dài chính là điểm mạnh nhưng cũng chính là điểm yếu mà bạn cần phải nắm vững và khắc phục. Khi quá say máu với nhịp combo liên tục của Dual Blade, bạn sẽ bị lộ ra rất nhiều sơ hở để rồi bị chính con mồi của bạn đang săn đánh gục. Vũ khí này cũng sở hữu những tầm đánh rất ngắn nên đối mặt với những con quái biết bay, bạn sẽ cảm thấy vô cùng bất lực. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về những điều cơ bản để làm quen với vũ khí này nào. Trước tiên, có một điều mà bạn cần nắm rõ, Dual Blade là một vũ khí sở hữu 3 mốt tương ứng với sức mạnh của vũ khí và chúng ta có lần lượt là Normal Mode, Demon Mode và Archdemon Mode. Ở Normal Mode, đây là trạng thái bình thường khi sử dụng Dual Blade, tốc độ di chuyển trung bình và tốc độ ra đòn cũng ở mức trung bình luôn. Nhưng ở Demon Mode, tốc độ chạy của nhân vật nhanh hơn và tốc độ ra đòn của nhân vật cũng sẽ được tăng lên rất nhiều. Chuỗi combo và các động tác cũng trở nên nhiều hơn và sát thương cũng cao hơn. Đây chính là trạng thái mạnh nhất khi sử dụng Dual Blade và bạn sẽ luôn luôn cố gắng giữ cho nhân vật trong trạng thái này càng lâu càng tốt. Tuyệt chiêu trừ danh của Dual Blade khi ở trạng thái Demon Mode được gọi là Blade Dance. Vũ điệu tử thần này chính là tuyệt chiêu mạnh nhất của Dual Blade và bạn có thể thấy rằng nhân vật của chúng ta đúng như là đang nhảy múa với cặp song đào. Đây chính là lý do mà tôi so sánh Dual Blade với cánh tay của quỷ. Tốc độ ra đòn đến từ Demon Mode cực kỳ khủng bố, sát thương dồn dập và nếu như bạn build bạo kích thì những đòn critical sẽ hiện lên trông rất là sướng mắt. Mặt khác, stamina sẽ giảm liên tục khi bạn ở trạng thái Demon Mode. Đó cũng chính là điều mà bạn sẽ phải hy sinh. Đương nhiên rồi, để đổi lấy sức mạnh của quỷ, bạn sẽ phải trả giá. Mode cuối cùng của Dual Blade được gọi là Archdemon Mode. Khi ở trạng thái này, bạn sẽ vẫn giống như ở trạng thái Normal Mode, nhưng vũ khí sẽ trở nên đỏ rực và sở hữu một vài đòn thế của Demon Mode. Chúng ta sẽ đi vào chi tiết các nút bấm để học cách sử dụng Dual Blade nào. Tới phần nút bấm, với chuột trái là ở trạng thái bình thường, chúng ta sẽ có chuỗi đòn thế 3 lần chuột trái bắt đầu với Double Slash và kết thúc bằng đòn Circle Slash. Đây là combo cơ bản bằng chuột trái sở hữu sát thương ở mức khá. Tiếp theo, với chuột phải chúng ta sẽ có Lunging Strike. Nhân vật sẽ nhào người và chém cặp song đao về phía trước. Nếu bạn ấn chuột phải thêm một lần nữa thì đòn Round Slash sẽ được sử dụng. Tùy vào việc bạn chọn hướng bên trái hay bên phải, đòn Left Round Slash hoặc Right Round Slash sẽ được sử dụng. Đòn thế Lunging Strike bằng chuột phải có thể sử dụng vào chuỗi combo 3 lần chuột trái cơ bản ở phía trên để đổi hướng hoặc chém lùi về. Bạn có thể nhồi nó ngay sau một đòn chuột trái đầu tiên, thứ hai hoặc thứ ba tùy vào bạn lựa chọn. Bạn có thể chủ động chọn hướng bạn muốn khi sử dụng đòn thế này và tùy theo hướng mà bạn lựa chọn, đòn thế Lunging Strike hoặc Turn Slash sẽ được sử dụng. Tốc độ chạy khi ở trạng thái bình thường cũng tương đối trung bình. Bạn có thể ấn nút Space để nhân vật nhào lộn giống như các vũ khí khác. Với nút Control, đây chính là phím giúp bạn vào trạng thái Demon Mode. Bạn có thể thấy stamina đang mất từ từ và tắt trạng thái này hay ấn nút Control thêm một lần nữa. Trong combat, bạn hoàn toàn có thể chủ động việc bật tắt chế độ này để kiểm soát lượng stamina của bản thân. Khi ở trạng thái Demon Mode, combo 3 lần chuột trái của chúng ta trở nên rất nhanh và sát thương cũng rất mạnh. Bắt đầu từ đòn Demon's Fang và kết thúc bằng đòn Sixfold Demon Slash, 6 đòn tấn công sẽ được sử dụng và tốc độ của nó nhanh hơn hẳn so với trạng thái Normal Mode. Bạn có thể kết hợp phím sang trái hoặc sang phải và nhồi vào ở nhịp chuột trái thứ 2 để nối dài chuỗi combo. Tổ hợp phím này sẽ giúp combo được kéo dài thêm.
Với chuột phải, trạng thái Demon Mode, đòn thế sử dụng sẽ là Demon Fury Rush. Nhân vật sẽ xoay kiếm lao về phía trước và gây sát thương trên đường đi, và nó sở hữu Mind's Eye giúp chém qua những vị trí cứng. Nếu bạn ấn chuột phải thêm 2 lần thì nhân vật sẽ sử dụng thêm 2 đòn Round Slash. 2 đòn chứ không đơn thuần chỉ còn là 1 đòn ở trạng thái Normal Mode. Đương nhiên bạn cũng có thể chọn hướng xoay kiếm của mình bằng nút trái hoặc phải. Hai chuột, đây chính là tổ hợp phím để sử dụng combo mạnh nhất của Dual Blade, và nó chỉ có thể sử dụng khi ở trạng thái Demon Mode mà thôi, gọi là Blade Dance. Nhân vật sẽ múa kiếm liên tục và chém vào mục tiêu. Những đòn mạnh nhất với tốc độ cao nhất sẽ được sử dụng. Đòn thế này sở hữu Mind's Eye giúp chém xuyên qua cả những vật thể cứng nhất của con quái. Trong khoảng thời gian này, bạn sẽ đứng yên, múa kiếm và không thể di chuyển. Đây chính là điều cực kỳ quan trọng mà bạn cần phải lưu ý tới. Đừng quá say máu, spam tổ hợp phím này liên tục mà hãy chọn thời điểm thích hợp nhất để dùng sát thương hợp lý. Ở trạng thái Demon Mode, tốc độ chạy của nhân vật nhanh hơn và bạn có thể sử dụng Space để lướt nhẹ theo hướng chỉ định. Phím này có thể dùng khi di chuyển hoặc né tránh khi đang combo. Nếu bạn quan sát ở góc bên trái màn hình, bạn có thể thấy thanh Demon Gold. Bạn chỉ có thể làm đầy thanh Demon Gold khi tấn công bằng những đòn đánh ở trạng thái Demon Mode. Khi thanh Demon Gold này đầy, sát thương sẽ được gia tăng và nhân vật sẽ bước sang trạng thái Arc Demon Mode. Arc Demon Mode là trạng thái pha trộn giữa Normal Mode và Demon Mode. Bạn có thể sử dụng chuột phải để sử dụng Demon Fury Rush. Với Demon Fury Rush, bạn có thể lợi dụng đòn này vừa có thể tấn công vừa có thể né đòn rất hiệu quả. Bên cạnh đó, ở trạng thái Arc Demon Mode, bạn có thể sử dụng combo hai chuột. Đòn này được gọi là Demon Flurry, một phiên bản yếu hơn của Blade Dance. Đây là một combo cũng khá là mạnh và có thể nối vào chuỗi combo của Dual Blade. Khi ở trạng thái Demon Mode, bạn có thể sử dụng chuột phải để lướt hoặc sử dụng hai chuột để chém. Dòng Demon Gold sẽ mất đi một chút và khi hết sẽ khiến nhân vật của bạn trở về trạng thái bình thường. Vì Dual Blade là một vũ khí mạnh nhất khi ở trạng thái Demon Mode hoặc Arc Demon Mode, nên chúng ta sẽ loại bỏ đi những chú ý khi sử dụng Dual Blade ở trạng thái Normal. Ở trạng thái Demon Mode hoặc Arc Demon Mode, khi chạy xuống một con dốc, hãy ấn chuột phải để sử dụng Sliding Slash, hãy ấn chuột trái để nhân vật nhảy lên và sử dụng Mid Air Spinning Slash. Nếu bạn chạm được vào người con quái vật và chọn đúng hướng, bạn sẽ lướt và chém dọc thân thể con quái vật một cách vô cùng đẹp mắt. Đòn này được gọi là Heavenly Blade Dance. Cơ thể con quái vật càng dài, bạn sẽ lướt được trên đó càng lâu và sát thương gây ra càng nhiều. Nếu bạn vẫn giữ trạng thái Demon Mode, chạy tới bức tường và hãy ấn Space để nhân vật trèo lên và sử dụng Mid Air Spinning Blade Dance. Và tương tự, bạn có thể sử dụng Heavenly Blade Dance trên cơ thể quái vật nếu chém đúng vào hướng. Mình dùng từ đúng hướng ở đây là vì giả sử cơ thể con quái hơi chếch sang hướng bên phải một chút, khi nhân vật bật lên vào khoảng không, trong tích tắc này nếu bạn ấn nút di chuyển đúng vào hướng thẳng hàng với vị trí dọc thân con quái vật, đòn chém sẽ được thực hiện. Nó không phải lúc nào cũng sẽ thành công, nhưng cũng không hẳn là quá khó để sử dụng. Bây giờ hãy cùng nhau liệt kê một số những combo mạnh nhất của Dual Blade nào. Thứ nhất, bắt đầu bằng combo 3 chuột trái và 1 lần chuột phải ở trạng thái Arc Demon Mode, sau đó ấn Control để vào Demon Mode và lặp lại combo vừa rồi. Thứ hai, bắt đầu bằng chuột phải Demon Flurry Rush, sau đó ấn tiếp 2 lần chuột phải, sau đó nhồi thêm 3 lần chuột trái và cuối cùng là sử dụng Blade Dance. Thứ ba, spam chuột trái 2 lần rồi ấn nút di chuyển trái, phải để nối dài combo, tiếp tục thực hiện lại tổ hợp này liên tục. Nhìn chung thì combo của Dual Blades không có nhiều công thức, chỉ có chuột trái hoặc chuột phải hoặc Blade Dance để nối dài combo mà thôi. Cách chơi cũng khá đơn giản phải không nào? Hãy cùng bước tới phần skin và kỹ năng để xem vũ khí này sử dụng skin gì phát huy được hiệu quả cao nhất nhé. Vì là một vũ khí gây sát thương mạnh về Elemental nên những skin sau đây đóng vai trò vô cùng quan trọng. Thứ nhất là Critical Eye, gia tăng tỷ lệ bạo kích. Thứ hai là Critical Boost, gia tăng sát thương bạo kích. Thứ ba là Weakness Exploit, gia tăng tỷ lệ bạo kích khi tấn công vào điểm yếu. Thứ tư là Critical Element, gia tăng sát thương nguyên tố khi bạo kích. Thứ năm là Elemental Damage Boost, gia tăng sát thương nguyên tố cho vũ khí Ice, Water, Thunder, Fire, Dragon. Với những bạn thích đam thuần có thể tận dụng những skin sau: Attack Boost, gia tăng sát thương vật lý. Non-Elemental Boost, gia tăng sát thương thuần thêm 10%. Dual Blade cũng là một trong những vũ khí dồn sát thương hiệu ứng bất lợi rất mạnh, nên bạn có thể thêm vào Critical Status, một skin bonus đến từ set đồ của Zora Magdaros.
Những skin phụ trợ khác cũng có thể phát huy tác dụng như Peak Performance, Aggregator, Handicraft. Đừng sử dụng Maximum Mind khi dùng Dual Blade vì skin này gia tăng bạo kích khi stamina đầy, mà Dual Blade khi sử dụng thường tốn rất nhiều stamina nên đây là một skin không hề hữu dụng. Nhìn chung thì đó là những skin cơ bản mà bạn nên nắm được. Chúng ta hãy bước vào phần thực chiến để xem vũ khí này mạnh mẽ đến đâu nhé. Ở phần thực chiến, chúng ta hãy cùng nhau đánh hai con trùm để kiểm chứng sức mạnh của Dual Blade. Con trùm đầu tiên đó chính là Azure Rathalos. Đây là một trong những con rồng có xu hướng bay liên tục. Vậy lần này hãy cùng khóa đôi cánh của chúa tể bầu trời bằng Dual Blade nào. Sau khi uống xong những bình thuốc biến dị, hãy mặc Rocksteady Mantle và lắp Flash Sport để dành khi Rathalos có ý định bay về tổ. Mục tiêu của chúng ta là tấn công vào chân của con rồng này. Mặc dù đây không phải là điểm yếu của nó, nhưng chúng ta vẫn sẽ ưu tiên đập gãy đôi chân này. Để phá hủy được một tòa tháp, phải đập vào nền móng của nó, sau đó mới tấn công vào căn phòng cao nhất phải không nào? Như các bạn có thể thấy thì con rồng đã ngã ngay lập tức chỉ sau một combo ngắn. Đây chính là thời điểm bạn có thể tấn công vào đầu, nơi đem lại cho chúng ta rất nhiều sát thương nhất. Thời điểm này chính là lúc để sử dụng Blade Dance, một tuyệt chiêu khá rủi ro nhưng đem lại sức mạnh vô cùng kinh khủng. Căn bản tại lúc này con Rathalos cũng không thể di chuyển được nữa rồi. Với Rocksteady Mantle chúng ta sẽ không sợ bị quái hét vào mặt. Con quái vật lại dễ dàng bị đánh ngã một lần nữa rồi. Hãy thực hiện chiến thuật như cũ, tiếp tục Blade Dance vào đầu. Xong thì lại đánh tiếp vào chân. Lại ngã. Với chiến thuật này các bạn hoàn toàn có thể đánh gục được mấy con rồng kiểu này cực kỳ đơn giản. Kể cả là phiên bản Temperate thì cũng cùng chung một kiểu điểm yếu như vậy thôi. Theo tính toán của mình thì con rồng này còn khoảng 40% máu nữa thôi. Một vài combo nữa là nó sẽ lê lết về tổ cho mà xem. Ngã đi nào, ngã đi. Lại nằm tiếp. Mọi thứ vẫn đang vận hành khá là trơn tru. Chiến thuật chặt móng đạp đổ nhà đang phát huy tác dụng hiệu quả. Con rồng này đã trở nên thông minh hơn. Nó chạy ra xa để thoát khỏi sự kiểm soát của mình. Có vẻ sẽ lâu hơn một chút rồi. Azure Rathalos sẽ lê lết về tổ. Đây chính là thời điểm mà chúng ta sử dụng Flash Sport. Rồi, kết thúc trận chiến thế nào? Chưa chết. Ui, khỏe phết nhở. Này thì khỏe này, nằm xuống. Ok. Xong, cuối cùng hãy đến với trận đấu tiếp theo nào. Con trùm tiếp theo, như thường lệ, lại là Negigante. Trước tiên, hãy cùng buff những bình thuốc tăng sát thương lên nào. Đừng quên uống Dash Juice, đây chính là thuốc giúp chúng ta giảm tốc độ tiêu hao stamina. Uống xong lắp thêm Flash Sport vào và bắn luôn ra ngoài nào. Ô, thôi chết rồi, như anh mình bắn lắp thẳng vào mặt nó đi phải. Mình định bắn để gọi nó tới thôi. Lỗi quá. Thanh niên đang lăn lộn linh tinh rồi, không sao. Mặc áo choàng vào đập chết nó nào. Mở bát bằng một pha Rolling Stone cho nó máu luôn. Ô, chưa rồi. Không sao, đây là lúc để chúng ta biểu diễn nữa, các bạn hiểu không? Mục tiêu trước mắt là đánh cho nó mọc gai ra đã. Ui, mua kiếm linh tinh ơi, chả trúng được mấy. Làm lại nào anh em ơi. Chuột phải trước, sau đó combo 3 chuột trái. Cuối cùng là kết thúc bằng Blade Dance. Làm lại phát nữa. Mục tiêu vẫn là chân. Mọc gai ra là chém cho rụng luôn. Bạn có thể thấy tốc độ dồn đam của Dual Blade kinh khủng đến như thế nào. Chỉ cần cho Dual Blade khoảng 5 giây thôi, lượng sát thương gây ra sẽ khó mà đếm được luôn. Stamina của bạn khi gần hết, hãy ấn Control để chuyển sang trạng thái Arc Demon Mode. Hồi được một chút thể lực thì chuyển về Demon Mode luôn. Sau đó Blade Dance ngay khi Rocksteady Mantle vẫn còn tác dụng. Ôi, lại trượt rồi. Bình tĩnh à, bình tĩnh anh em. Chúng ta thực hiện đòn hai chuột ở trạng thái Arc Demon Mode trước. Sau đó chuyển sang Demon Mode để chọn vị trí và tiếp tục nhịp tấn công. Con quái lại ngã. Xời. Ui, ấn nhầm chuột phải. Mất thời gian quá. Ây, đau đấy, đau đấy. Ông chém nát đuôi mày luôn. Ngắm bằng được cái đuôi hả? Không cần chém đứt, chém cho gãy gai là được. Công việc lúc này của chúng ta vô cùng đơn giản.
Quái nằm thì ấn chuột phải, rút ngắn khoảng cách và hai chuột để dùng sát thương. Rất là dễ chơi phải không nào anh em? Ấy, đau đấy. Ui anh em ơi, mặc ngay cả áo choàng khác mà ngay không? Không thể đùa với nó được. Trêu nó nhiều có khi lại đi xe mèo thì nhạt lắm. Dụng luôn hả? Đù, chắc ở mấy khu vực này hạn chế ấn chuột phải thôi, lại trượt rồi. Ôi, lại định bỏ về kìa, chạy ạ. Bắn flash spot ngay không cho nó về. Dồn sát thương cho chết luôn à. Hình như nó lại chuẩn bị hết anh em ạ. Ôi, biết ngay mà. Chém tiếp. Xong. Và đó chính là Double Blade. Vũ khí có tốc độ, sức mạnh và cực kỳ dễ chơi. Nếu bạn mới làm quen với game thì đừng nhường ngại gì. Hãy vác ngay Double Blade vào và làm gỏi những con quái vật trong game nhé. Đây là set đồ mà mình đã build. Chúng ta hãy cùng kết thúc. Tới đây thì thời lượng của video lần này cũng đã kết thúc. Và đó chính là Double Blade. Rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ Cougar Village trong suốt thời gian qua. Đây cũng chính là video cuối cùng của năm 2019. Chúng ta cũng đã đánh dấu và khép lại series hướng dẫn vũ khí sử dụng của Monster Hunter World. Chỉ ít ngày nữa thôi chúng ta sẽ đón chờ Iceborne cập bến PC. Vậy nên chúng mình sẽ có những cập nhật về những thay đổi vũ khí, áo giáp và meta mới của game. Bên cạnh đó cũng sẽ là series hoàn thiện về hướng dẫn mix set. Có thể sẽ bắt đầu thêm một series nữa về hướng dẫn đánh một số những con trùng khó nhằn trong game. Các bạn hãy cùng mình đón chờ nhé. Nếu thấy video hay thì hãy đừng quên like và ấn subscribe cho Cougar Village. Mình là Yaki, hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau. See ya.